Quân. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của những ngày cuối tháng 11 và hiện tại chúng tôi đón anh Quân ở tại Hải Xuân Thanh Ba về ký duyệt bộ Quảng Yên Thanh Ba. Đổi tên xã mới à bác? Quảng Yên ạ. Quảng Yên Thanh Ba. Để ký duyệt bộ ghế Âu Á chất liệu của Minta. Về hỏi là khu cây xui. Khu cây xui à bác? Quảng Yên Thanh Ba chứ không có là không biết đâu mà hỏi. Nhưng mà cái xã Hải Xuân đấy trước bọn cháu cũng giao hàng bên đấy rồi. Trên có gặp cây xui à? Trước mặt quý vị hình ảnh của anh Quân đây. Nghiêng ghế dài về sau. Anh lau cái bụi đi không thì biết đâu. Sáng. Sáng. Hình ảnh hai chiếc bàn và chiếc đôn, bộ này là bao gồm có 6 món quý nhé. Bộ Âu Á cũng mít này là bao gồm có 6 món. Đó, tôi sử dụng là chất liệu là 100% là gỗ mít ta. Bộ này chúng tôi là đã để gỗ là co ngót cũng như là khô kiệt hoàn toàn rồi. Khách hàng sử dụng là vô cùng đảm bảo. Gỗ mít ta thì rất hiếm. Nó bao gồm 6 món, một đoạn dài, hai ghế ngắn. Đó. Video hiện tại đang quay trực tiếp tại xưởng sản xuất của chúng tôi. Hiện tại đang còn rất là nhiều các mẫu bàn ghế khác. Như trước mặt quý vị đây là hình ảnh một bộ nghi bảo đỉnh tay 15. Tay 15 bao gồm 10 món. Phía bên ngoài là những cái mẫu nghi đỉnh như là rất là nhiều cái tầm tiểu hoàng bên ngoài quý vị nhá. Rất là nhiều bàn ghế nội thất. Đây. Ok. Phía ngoài xưởng của tôi mà. Hiện tại là anh em thợ đang một bộ trường kỷ chất liệu gỗ lim. Rất là nhiều sọc thợ như là ok mọi người.